Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam cấm bán đồng tiền 2 đô la úc có hình cờ vàng. AFA tiếng Việt ngày 14 tháng 5 loan tin Việt Nam yêu cầu các sàn điện tử không bán đồng 2 đô la úc có hình cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Theo đó, cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số thuộc Bộ Công Thương Việt Nam hôm 13 tháng 5 vừa có yêu cầu các sàn điện tử hoạt động tại Việt Nam phải gỡ bỏ việc bán các đồng 2 đô la Úc có in hình cờ vàng của Việt Nam Cộng hòa do Úc phát hành nhân kỷ niệm 50 năm ngày quân Úc rút khỏi miền Nam Việt Nam trong thời chiến tranh. Truyền thông nhà nước Loan tin hôm 13 tháng 5, hình ảnh bài trên AFA. Trước đó vào ngày 6 tháng 4 vừa qua, công ty Australia Mint là công ty độc quyền phát hành tiền Úc đã cho phát hành đồng 2 đô la Úc vàng và bạc nhân kỷ niệm 50 năm ngày Úc rút quân khỏi Việt Nam. Trên đồng 2 đô la Úc, bạc có in hình máy bay trực thăng US-1 UH bao quanh bởi đường tròn màu sắc giống như ba miếng ribbon trao cho các cựu binh Việt Nam. Trong hình ảnh của đồng tiền này có hình cờ Việt Nam Cộng Hòa. Theo AFA, Australia Mint cho biết họ chỉ phát hành giới hạn 5.000 đồng bạc với giá 80 đô la, trong khi bản vàng có 80.000 đồng và được bán với giá là 15 đô la. Những đồng tiền kỷ niệm này ngay lập tức được bán trên các sàn điện tử và được nhiều người mua. Giá của một đồng bạc được bán trên eBay có lúc là từ 1.200 đến 2.300 đô la và giá đồng vàng là khoảng 80 đô la. Trước sự việc này ngày 4 tháng 5, trong cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã đề nghị Úc dừng lưu hành các ấn phẩm có in hình cờ vàng và không được tái diễn sự việc tương tự. Việc phản đối của Việt Nam đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng người Việt. Nhiều người cho rằng chính phủ Việt Nam đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước Úc, rằng những người lính Úc từng chiến đấu dưới lá cờ vàng, nên đó là một biểu tượng kỷ niệm của họ. Hơn nữa, cờ vàng được Úc công nhận là lá cờ đại diện cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Úc. Phát ngôn nhân của Australia Mint trả lời thư của IFA cho biết thiết kế của đồng xu phản ánh màu sắc của các giải huy chương nghĩa vụ được trao cho những người Úc từng phục vụ tại Việt Nam, bao gồm huy chương phục vụ Việt Nam được giới thiệu vào năm 1968. Chính phủ Úc không công nhận quốc kỳ của Việt Nam Cộng hòa cũ. Hình ảnh truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin Việt Nam phản đối Úc phát hành đồng 2 đô la có in hình, hình cờ vàng. AFA cho biết Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số yêu cầu các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu các website ứng dụng thương mại điện tử ra soát gỡ bỏ các vật phẩm đồng 2 đô la Úc và các vật phẩm đồ sưu tầm tương tự khác có hình cờ vàng được bày bán trên các website ứng dụng. Đối với các sàn thương mại điện tử cần có các biện pháp xử lý ngăn chặn bằng từ khóa biện pháp kỹ thuật nhân sự để loại bỏ các gian hàng vật phẩm có đồng 2 đô la Úc và các vật phẩm đồ sưu tầm tương tự khác có hình cờ vàng được bày bán trên sàn dù đã là thời đại internet thông tin được phổ biến toàn cầu và lan truyền rất nhanh nhưng chính quyền cộng sản vẫn theo thói quen cũ thích kiểm soát bằng mệnh lệnh tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp những mệnh lệnh của họ lại tạo ra hiệu ứng ngược đó là khiến cho những người dân bình thường tò mò và tìm hiểu sự việc rồi từ một tin tức một sự việc người ta lại tìm ra những sự việc sự kiện khác cứ như thế càng ngày càng có nhiều người tiến gần hơn đến sự thật mà nhà cầm quyền bưng bích, rất nhiều người đã trở thành các nhà hoạt động xã hội, nhà bất động chính kiến từ những khởi đầu như thế. Cùng với việc Úc phát hành đồng 2 đô la kỷ niệm kết thúc tham gia chiến tranh Việt Nam, ngày 11 tháng 5, nước Mỹ cũng đã tổ chức một lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc chiến này, lễ kỷ niệm kéo dài 3 ngày tại Washington DC. AFA cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam cấm bán đồng 2 đô la Úc có hình cờ vàng. Dự luật nhân quyền Việt Nam của nhóm dân biểu Mỹ nhắm vào Công an Việt Nam. VOA Tiếng Việt ngày 12 tháng 5 có bài Nhóm dân biểu Mỹ đưa ra dự luật nhân quyền nhắm vào các quan chức Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, các dân biểu Michelle Steele, Chris Smith, Low Korea và Joe LaFrance là các đồng chủ tịch Ủy ban Việt Nam tại Quốc hội Mỹ, đã trình dự luật SA 3172 tại Hạ viện hôm 11 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày nhân quyền Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn quan điểm của các dân biểu, theo đó nữ dân biểu Michelle Steele, đảng viên Cộng hòa đại diện cử tri khu vực 45 ở bang California, nói rằng đạo luật nhân quyền Việt Nam này là một dự luật lưỡng đảng, các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì những vi phạm nhân quyền trắng trợn chúng ta phải cấm mọi khoản tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho Bộ Công an Việt Nam. Họ thực sự đang tham gia vào các hoạt động gián điệp tấn công không gian mạng. Chúng ta phải buộc họ dừng lại tất cả những điều này. Ngoài ra, chúng tôi kêu gọi hạn chế hỗ trợ phi nhân đạo cho chính phủ Việt Nam cho đến khi đạt được các tiến bộ nhân quyền nhất định, bà Steele nói. Dân biểu Low Korea, đảng viên Dân Chủ, đại diện khu vực 46 ở California cho biết Chính phủ Việt Nam cần phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ảnh hưởng đến các cử tri của tôi và gia đình của họ ở Việt Nam hàng ngày. Dân biểu Joe Lafren, đảng viên Dân Chủ đại diện cho khu vực 18 ở California, cho rằng đạo luật nhân quyền Việt Nam sẽ giúp cung cấp cho người dân Việt Nam những công cụ và thông tin họ cần để đấu tranh cho sự thay đổi từ bên trong và nó sẽ buộc chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo. Đó là một dự luật vừa mang lại lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ và vừa cho cả khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hình ảnh bốn dân biểu Michel Steel, Chris Smith, Low Korea và Joe Lovren, những người trình dự luật HR 3172. Dân biểu Chris Smith, đảng viên Cộng Hòa đại diện cho khu vực 04, bang New Jersey, phát biểu Chính quyền Cộng sản Việt Nam không tôn trọng quyền tự do báo chí, tự do Internet hay các liên đoàn lao động độc lập. Chính phủ đã thất bại trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi nạn buôn người và việc đàn áp tôn giáo của họ, bao gồm cả giáo hội công giáo, đã đặc biệt trở nên tồi tệ hơn trong năm qua, khiến cho Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt và Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế liệt Việt Nam vào diện một quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Theo VOA, dự luật SA3172 còn hối thúc nhánh hành pháp Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp trừng phạt chính đã được quy định trong đạo luật Magnitsky toàn cầu và đạo luật tự do tôn giáo quốc tế bao gồm từ chối cấp thị thực và trừng phạt tài chính đối với các quan chức Việt Nam vi phạm. Bên cạnh đó, VOA cho biết giới tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật lưỡng đảng này. Từ Virginia, ông Phan Thông Hưng, đại diện cho ban tổ chức Ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5 nói rằng ông rất vui mừng về nỗ lực lập pháp mới này của các dân biểu mỹ khi dự luật này thành luật thì chuyện như các quan chức việt nam có hành động đàn áp tù nhân lương tâm tù nhân chính trị thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đó là một điều răng đe đối với họ và cũng bảo vệ cho các tù nhân các nhà hoạt động vì nhân quyền ở việt nam hình ảnh bộ trưởng bộ công an việt nam tô lâm người được cho là đã chỉ đạo việc đàn áp giới bất đồng chính kiến tương tự ông nguyễn bá tùng giám đốc điều hành mạng lưới nhân quyền việt nam có trụ sở ở california nhận định dự luật này cho phép chúng ta hài lòng hơn đó là việc kêu gọi hạn chế vấn đề hỗ trợ phi nhân đạo cho việt nam tuy nhiên vẫn còn có những lo ngại về cơ hội thành công của dự luật vì nhiệm kỳ của khóa quốc hội này tới cuối năm tới là chấm dứt thời gian quá ngắn và vận động cũng khó khăn thứ đến là tình hình địa chính trị ở việt nam và đông nam á theo đó việc xích lại giữa việt nam và hoa kỳ là nhu cầu của hoa kỳ bây giờ và cũng cần có một dự luật tương đương ở thượng viện từ bang oregon nhà hoạt động lê văn sơn cựu tù nhân lương tâm việt nam chia sẻ tôi hy vọng chính phủ hoa kỳ sẽ mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy nhân quyền cho việt nam voa nhận xét từ trước đến nay chính quyền việt nam luôn bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền hay việc đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng họ nhất bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Bộ ngoại giao Việt Nam từng phản hồi yêu cầu bình luận của VOA nói rằng bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam. Phía Việt Nam nói rằng họ sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ trong các khuôn khổ hiện có về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. VOA cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .D với bản tin dự luật nhân quyền Việt Nam của nhóm dân biểu Mỹ nhắm vào công an Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .D